là chị Dạ đúng tập rồi, được nhiều kỹ làm hơn được như nữa. vậy sẽ lặn tốt hơn, lặn chuối xuống á, tại lên level 2 mà học người cá là chị sẽ lặn xuống. Nếu mà chị làm được bơi tốt rồi chị sẽ làm cái bài này lặn sâu lắm á, tại chị chịu quen với áp suất rồi. Rồi khi lặn xuống nước rất là tốt. Hôm bữa đi qua nó bị nặng rồi ơi, phải uống cái nước đó đó. Dạ, thì bác sĩ cũng nói giờ cái nước nó dơ quá. Nước hồ bơi dơ lắm. Nên bởi vậy em nói đi bơi là phải lựa cái hồ sạch, nên em mới dẫn tới hồ sạch. Em sợ mấy hồ dơ lắm. Mấy hồ đen dễ lắm, không có khó. Mấy con luyện là được rồi. Dạ. Hiểu không? Chỉ cần mình cứng từng nè, bây giờ chỉ cần cái động tác này chậm lên dễ lắm. Nè. Cái động tác này dễ nè. Ai học tập cũng được hết chơi luôn á. Cái đầu ha. Con để hai tay vậy. Mình tập vậy cho nó cứng chứ đã. Đứng đây hoài luôn. Đứng đây nó học cứng. Người cá level 2 đó mấy bạn. Về tay bơi mới khỏe chứ. Đó, cái gì cái tay còn cứng trước hiểu không? Tại vì đang mặc đồ jean nó chỉ khó, còn mấy kiểu kia lên giờ từ từ là chân nó lên thẳng dễ hơn cái kiểu kia luôn. Vậy đó, thấy chưa? Rồi, chịu. Bây giờ bạn người cá tai đang tập luyện. Bạn là hồi nãy tôi người cá Benjamin, người cá Kevin cũng phải tập luyện. Tôi muốn làm gì? Hồi nãy tôi làm cho bạn thai rồi tới làm cho Ben. Để luyện free diving cho nó tốt. Mình chịu áp suất được tốt thì mình mới lặn xuống biển sâu được. Người cá level 2 là phải tập được như thế này rồi. Đây là các bài. Đúng rồi. Ồ. Dựa vô tôm. Chính xác. Benjamin làm rất tốt. Benjamin chịu hết nổi rồi ha. Chưa làm được. Phải giữ sát cho tụi luôn. Rồi, người cá tai hỗ trợ cho bạn. Hồi nãy rồi, tôi hỗ trợ giống như hồi nãy hỗ trợ bạn thai á. Cái đậu luôn. Đau đầu quá, đau quá. Đau quá hả? Chịu như vậy trong vòng 3 phút nha. Đó, lặn xuống độ sâu trong vòng 3 phút, nổi lên. Quá mạnh. Thở bình thường thôi. Người hơi bị cong dẹo quá rồi nè. Thẳng lên nè. Tại cong dẹo quá. Tuyệt. Muốn mèo. Thay tự nhiên bị băng chân ra. Em lấy tay của em khép sát hai chân bằng lại. Đó, thấy rồi, cái đầu. Được rồi. Rồi bạn người khác Kevin đâu rồi? Được rồi, tôi sẽ bây giờ. Mới thấy bạn người khác Kevin đây mà giờ đâu rồi? Được rồi. Trời ơi, ổng đi trốn dưới này. Trốn dưới gầm giường. Mấy em người cá là phải đều tập hết đấy. Tôi không nghe, tôi không tập lại cho Ben đúng không?